Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu gấp màu trắng đã có mặt tại đại lý Hyundai Quảng Ninh. Thì hôm nay em xin đề cập đến chính sách báo giá cũng như lăn bánh chiếc xe này tại thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, và anh chị có thể tham khảo chính sách trả góp. Thì xe hiện tại bên em đang bán với mức giá cho quý anh chị là 1.248.000.000, tặng kèm quà tặng khuyến mại như là dán phim kích nhiệt này, đầy đủ hết các kính, bảo hành 15, trải sàn da, bọc vô lăng. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh nó rơi vào khoảng 1.390.000.000, thêm bảo hiểm nữa khoảng hơn 10 triệu nữa thì nó ngoài tỷ tư một chút. Và anh chị chỉ cần vay tối đa là 80% này, lãi suất rơi vào khoảng hơn 6% một chút trên một năm. Tỷ lệ vay, thời gian vay tối đa là 8 năm thì anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 408.000.000 đã có thể sở hữu được chiếc xe Hyundai Santa Fe rồi. Vâng, máy dầu cao cấp bên em.